đây là tiệm đồ cổ chuyên chơi hàng âm thanh nè. Quá đỉnh luôn. Đẹp long lanh luôn. Như mới luôn. Cái mấy cassette này như tiền nha anh? Cái đó 2 triệu anh. Dễ thương mà, tự nhiên hai cái loa nữa. Máy băng đĩa xưa nè. Hồi xưa nhà bà ngoại mình cũng có cái giống như này. Mấy cây vô. Đẹp. Mà là ở đây là có máy quay phim. Máy chiếu phim. Amro 16 triệu không anh? 16 triệu cái này này các bạn. Các bạn có mua thì ra Nhật Tảo, cái tiệm của anh này. Tiệm anh tên gì anh? Hữu Thọ. Tiệm của anh Hữu Thọ ở Nhật Tảo. Quá đẹp luôn. Radio quá đẹp. Thôi, máy hát đĩa nè. Máy hát đĩa, bỏ đĩa ở đây. Đây là chỗ để băng đĩa. Kìa. À, đây là dàn loa chép khủng luôn, nguyên dãy loa chép luôn. Trời ơi. Columbia. Cầm triệu dưới đây thì mua được cái gì anh? Chắc mua được cái này không? Không. Không luôn. Cái đó 3 triệu. Này 3 triệu. Wow. Hàng của Ý. Bởi vậy thì cái gọi kia của anh hả? Của Mỹ. Cầu Mỹ. Đúng rồi. Đúng là cầm 1 triệu đây không mua được gì luôn á. Cùng trang cùng mưa chúng tôi. Radio đẹp quá. Mình đang nghe bằng cái loa này anh hả? Không, cái đó người ta bỏ bên kia mình đâu có nghe đâu. À, mình không nghe. Wow, cái tủ này tủ TV, tủ gì anh? À, tủ nghe nhạc. Wow, đẹp chưa? Mấy hàng của Thái Công đồ con đâu đẹp bằng này, không? Vừa đẹp vừa cổ nữa. Wow, cái tủ này đẹp quá. Tủ này làm đúng công phu luôn. Hay quá. Cặp loa. Bàn tay xin níu lại xin thời gian chưa cái băng này là của nó hả? Ngày xa thành phố. À, băng tối này. Nỗi vui cùng nỗi buồn. Như cái máy này nhiêu tiền anh? Con chạy được không? Con hát được không? Nó hát ra cái loa hay là phải ra cầm ly? Phải ra cầm ly nữa. Vậy là mua cái này thì phải chơi thì mua thêm cặp loa của nó nữa. Mà cái loa phải loa của nhà mình ra thì phải chắc có anh cổ nó. Cái này cũng loa luôn anh hả? À, mấy hát kèn. Gió sông mắt mắt lạnh lòng phải chẳng sông núi lạnh lùng tầm tầm 2-3 triệu chơi được có máy nào mà hát không? Không. Máy nhỏ thì nó rẻ. Cái này hả? Không có đâu. Cái cối thấy cho ta 50 triệu mới chơi được. Còn mấy radio này tầm nhiêu anh? Tầm 5 triệu là hát được phải không? Nó xài cho mùi hả? Chuyển qua rồi. À, hàng châu Âu. Quá đẹp. Máy này đẹp hoàn hảo luôn ta. Cái này nó chiếu ra cái khung hình cỡ nhiêu anh? Máy này gần xa rồi, nó cũng xa cũng tầm 5 mét trở lại. Anh cứ thử cho coi kìa. Coi được rồi, có trên mạng á. Có trên mạng hả? Trên nào anh? Mình search cái chữ ra hả? Apro. Apro 16. Nó sẽ bắn phim 16 đi luôn rồi.
đi mà kéo vô đây. Cái là nó đâu nè. Lớn nhất có cái F16 á, lớn nhất F16 có mấy nhỏ nữa, mà dòng lớn nhất á. Là coi được luôn không? Bây giờ bạn chạy là coi được luôn ha. Coi được. Ghê ha. Cái này sưu tầm nó có cái hộp đậy lại gì không anh? Hay là có gì? Nó nắp đậy lại. À, nắp đậy lại luôn. Tháo xương ra đập cái nắp lại sắp đi. À, nắp đậy lại. Chắc bự ha, cái nắp nó chắc bự này ha. Ờ, đẹp và hoàn hảo luôn á, nó chi tiết luôn. Có cái nắp thì chắc nó cũng xấu rồi. Ờ, đúng rồi. Anh mà cái này cái bóng đèn nó còn tốt không? Anh bật lên thấy sáng không? Sáng bình thường luôn. Full. Đẹp quá ha. Ờ, với gia đình. Nhưng mà cái này mà đúng rồi, kể tổng thống đồ mà xài này gia đình mà dịch có tổng thống thôi gì mới chơi dám chơi thế này. Bọn tôi cũng hướng người mà lòng nghe buồn riêng vươn vương coi thua cứ chưa lần. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Chưa từng quen ngồi mà giờ thì